Hello, xin chào mọi người, mình là Tuyết Ruồi. Hôm nay mình sẽ đi siêu thị và mua tất cả những món đồ mình cho là hay ho về để mukbang. Bây giờ thì chúng ta đi thôi nào. Bước chân đến siêu thị thì thấy một cái đám đông ở phía trước. Mà mọi người biết tính của tôi rồi đấy. Bộ trưởng bộ háo hức, thấy đông vui náo nhiệt là cũng phải xúm lại xem có gì hay hay không để về kể cho mọi người nghe. Thế nhưng mà kết quả là chả có cái gì thú vị hết cả. Chả biết ở đâu tổ chức cái chương trình mini game cho trẻ con. Nếu như mà đi đúng như thế được phần quà hay như thế nào ạ? Tôi cũng không đợi được đến lúc chương trình kết thúc nên tôi chỉ ngó vào thấy như thế xong là tôi cút thôi các bạn ạ. Bây giờ thì mời mọi người đi mua sắm cùng tôi nha. Xin chào mọi người, mình là Tuyết Ruồi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tuyết Ruồi không có official. Mọi người ơi, hôm nay sẽ là một chiếc video ăn tất cả những đồ ăn hay ho mình mua ở siêu thị. Mời mọi người ăn cùng Tuyết nhé. Mình có dưa hấu Nhật Bản, chưa được ăn bao giờ, chỉ được ăn dưa hấu Việt Nam mới dưa hấu không hạt thôi. Không biết giờ này có hạt không nhỉ? Có rong nho sốt phô mai cay. Có kẹo dẻo kiwi và hạt chia. Có chẳng biết cái này tên tiếng Anh là cái gì chẳng biết được. À đây này, có cái món chanh dây gì đấy này, nên mình thấy lạ quá, mình chả thấy bao giờ ấy. Chưa ăn cái này bao giờ nên là mua về ăn thử. Dạo này đam mê chanh dây lắm. Với lại thạch bim bim cũng phô mai luôn. Cái này thì mình để xuống dưới để tí được bổ ăn sau. Mình sẽ ăn thạch trước mọi người ạ. Thạch này là kẹo thạch dai dai 83.000 1 kg, đây 35.000. Với lại thạch rau câu dai dai 79.800 1 kg, đây là 27.000. Gộp cùng một túi. Có nhiều vị lắm mọi người ạ. À, để mình lấy cái khay đã mọi người, chờ mình một lát nhé. Rồi. Khoai môn này. Đấy, Coca-Cola. Trà sữa này. Trà sữa này chắc trà sữa vị dâu hay sao ạ? Ui, tóm lại là để ở đây đã nhá. Cái này là thạch kem Hitachi. Cái này mùi thơm cực kỳ luôn, mùi trà sữa ấy. Mình cảm giác như kiểu có cái gì nữa. Cứ tưởng là có cái nào nó bị đổ ra nữa, hóa ra kiểu nó nồng mùi quá ấy mọi người. Mùi nó nồng nặc luôn ấy, nhìn như kiểu que kem túi ngày xưa luôn ấy. Mình chưa ăn những cái loại thạch này đâu nào luôn ấy. Bởi vì mình ít khi, nếu như mà không mà làm vlog mukbang thì chắc là mình cũng sẽ không mua những đồ này đâu mọi người ạ. Bởi vì mình ít ăn. Đây là thạch tho trái cây 59 một cân, đây là 10.502 đồng. Vẫn còn sót. À không phải, mát. Còn cái này là thạch sữa chua. Nhiều quá mọi người ơi. Thôi mình nghĩ là mình sẽ ăn thạch trước ấy.
Doraemon. À, mình sẽ đeo bao tay. Bao tay hết rồi, lần này sẽ mua bao tay màu đen. Mọi người bảo rằng là đeo bao tay màu đen trông nó sẽ nổi thức ăn hơn, đồ ăn hơn thì trông nó sẽ ngon miệng hơn ấy. Nhìn kiểu cảm giác kích thích hơn. Nước lọc. Đây, chỗ này để cốc nước đi. Mình sẽ ăn thạch thỏ, hương táo. Ánh Tuyết ăn bạch tuyết. Để sang bên này để vỏ. Không rớt ở đây tí mẹ mình lại mắng. Ăn cái vị táo này thì nó chua chua, nó có hương táo. Còn cái này là thạch vải. Sắp được ra đây rồi. Thơm thơm mùi bả, ngon nha, không quá ngọt gắt. Đây là vị dừa. Mình phải đi lấy cái kéo đó. À, cái thạch dừa này là nó không trong như thạch vải nhé. Cái thạch dừa này là màu nó đục đục như kiểu là cùi dừa ạ. Núng ninh núng ninh núng ninh núng ninh. Nhưng mà thạch dừa nó hơi 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 nồng vị dừa. Tức là mùi dừa thơm. Mình sẽ ăn đến vị xoài. Đấy, lắm vị đấy, mình lấy ở đấy mình chọn là mỗi thứ mình lấy một đấy. Ăn cái này quấn mồm đấy nhở. Thạch xoài thì có vị xoài. Tiếp theo ăn thạch nhãn, chưa ăn thạch nhãn bao giờ. Nhãn trong như vải, những y hệt vải. Hết rồi. Ăn cái thạch nhãn thơm nha, ngon nha. Nó không đậm mùi nhãn. Thế nhưng mà nói chung là cái thạch này ăn nó vừa vừa, tóm lại là ngon. Đây là cái thạch gì đây, thạch sữa chua. Chưa ăn cái thạch này bao giờ. Cắt chứa hết. Trông như đậu biếc ạ. Sữa chua này là sữa chua gì đây? Thực phẩm bổ sung collagen cho làn da khỏe đẹp, ít calo, thạch sữa chua natty. Cái này bây giờ ra nhiều loại thạch thật đấy. Ngày trước ngày mình đi học chỉ có mỗi thạch thạch cốc này này với lại cái thạch tròn tròn đấy mà thạch thông dụng Long Hải mình hay ăn thôi ấy. Ăn cái thạch sữa chua này ngon đấy. Mình chả biết vị kia là vị gì, chắc là vị truyền thống hay nào ạ. Mọi người nhìn miếng thạch nào.
không không đưa ra được. Cái mình vừa ăn vừa mình không phân biệt được vị ấy. Chỉ thấy là ăn nó bon mồm nó ngon thôi. Trong này nghiện thạch thì chất dở. Đây cái này chắc là vị cam mình đoán thế. Nó cứ núng na núng lính ra luôn đấy. Cái này thì chắc chắn là vị cam. Cái này cảm nhận được nhá. Cái này thì có lá này, không biết là lá trà xanh hay là lá táo hay là vị táo nữa. Phải ăn mới biết được. Nhưng đôi khi ăn cũng không biết đấy. Cái này là vị trà chanh. Được. Cái này trạch này đánh giá là 9 trên 10. Cái thánh lúc nãy em 8,5 trên 10. Còn cái thạch này ăn rồi này, vải rồi, nhãn rồi này. Mình sẽ ăn đến thạch này là thạch dai dai vị khoai môn. Mùi vị khoai môn yêu thích. Ăn thạch natty này nhá. Ăn thạch sữa chua natty này thì ăn nó dai, nó ngọt, thanh, ngọt mát. Còn ăn của dai dai thì nó sẽ ngọt kèm theo một chút vị chua đó mọi người ạ. Chị mình với mẹ mình đang nói chuyện. Hôm nay mẹ mình với chị mình sẽ về quê và mình sẽ phải ở nhà một mình. Đây ăn thử một chiếc hương Coca-Cola. Nước sao cái này nó bé thế nhỉ? Xem cái này lỗi. Không phải đâu, cái này loại này nó bé vậy. Ít tít bên dưới này. Hương Coca-Cola. Có mùi, có hương Coca-Cola nhưng vẫn có vị chua chua. Thế nhưng mà xong hôm nay tôi lại phải dọn nhà, bởi vì vừa hút phát là nó bắn tất ra nhà rồi, không dọn kiến nó đến là mẹ tôi lại mắng. Tiếp theo tôi sẽ ăn một cái trà sữa trân châu vị matcha. Trà sữa trân châu vị matcha. Nó như thế này luôn này mọi người ơi. Mình ăn cái trà ăn cái này vị của nó thơm thơm, một matcha chua chua ngọt ngọt,
ăn ngon nhá, chắc là ăn cái này cuốn thế nhỉ? Cuốn thật sự luôn ấy. Có hay là mình lại quân nàng nhận thạch à? Hôm nay đi quay ở bên hôm nay mình quay bên school. Hôm nay mình vào một cô gái bán xôi mọi người ạ. À, chị gái họ của Phan Anh đi bán xôi, thế là lại bị Vân là người yêu của Phan Anh coi thường. Đạp đổ xe đạp, thế là cái kết là như thế nào thì mọi người cũng biết rồi đấy, Vân và Phan Anh chia tay. Đây là kẹo thạch dai dai plus trà sữa trân châu hương hồng trà. Hương hồng trà này thì ngọt nhá. Ngọt nhưng không đến nỗi ngọt gắt, thơm thơm mùi trà sữa. Mọi người ơi, ngon quá. Đây là vị này, vị xoài. Chắc cái vị xoài này giống cái vị xoài kia thôi, cho mình không ăn được không, mình no quá, mình đã thấy no rồi, ăn có mấy cái thạch. Thạch trà sữa trân châu đường đen. Anh ơi cho em order một cốc trà sữa trân châu đường ai nấy đi. Mọi người ăn mình ngon quá. Cái đường đen ngọt nhá. Cái này thì tùy từng vị, mình thấy cái nào cũng hương mùi trân châu, nó là thạch trân châu. Nên là cái nào cũng thơm mùi trân châu. Nếu như mà ai đam mê uống trà sữa thì mọi người nên mua cái thạch này về ăn thử. Thạch kem trà sữa vị dâu. À mọi người ơi, vẫn còn vị nữa này. Cái này là thạch caramel. Cái này là thạch đào. Xoài. Mình sẽ ăn cái đào nè. Caramel màu như caramel luôn. Mọi người ơi. Mọi người ơi, tinh thần là như thế này. Bây giờ mình mới ăn một số loại thạch thôi, nhưng mà mình no quá rồi, mình không thể tiếp tục ăn được nữa. Mình mà ăn nữa mình sẽ chớ ra mất, nên là mình xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn mọi người ở trong những video lần sau nhé. Mình sẽ ăn những cái đồ này ở phần 2 nữa. Nếu như mà ai mong phần 2 thì mọi người hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.